Hello cả nhà, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Các bạn biết là Hào đang cầm gì đây không? Đây chính là bột rau câu Hào mua ngoài chợ. Và cái điều đặc biệt của cái bột rau câu này đó chính là nó không đường mà nó có vị là vị nho. Thì hôm nay Hào muốn hướng dẫn với tất cả các bạn cách làm rau câu tại nhà, với cái điều đặc biệt là có cái thêm protein powder dành cho những bạn nào gymmer mà muốn kiếm thêm một cái loại snacks mà để các bạn nhâm nhi trong cái thời gian rảnh rỗi, hoặc là các bạn thèm ngọt nhưng mà không muốn bổ sung thêm đường vào trong cái một cái khẩu phần của mình hàng ngày, thì đây sẽ là một cái cách rất là tốt để mà chúng ta có thể nói là cheat, là ăn gian một chút xíu, bởi vì nó có rất là ít calories cũng như là rất là dễ làm. Và bây giờ Hào sẽ dẫn các bạn vào bếp để chúng ta sẽ cùng làm cái món rau câu protein này nhé. Trước tiên là các bạn sẽ cần đun sôi nước lên chỉ trong một vài phút thôi. Và đây là cái hộp rau câu mà họ mua ở ngoài chợ. Còn đây là những cái nutrition fact. Các bạn có thấy là chỉ có 10 calories thôi, và 1 gram protein, hoàn toàn là không có đường. Bây giờ sẽ xé cái bột đó ra và bỏ vào một cái tô đi hả. Rồi đây là cái cân. Thì cái cân này họ mua để cân đồ ăn, nhưng mà mình sẽ dùng cái này để tính cái lượng nước. Thì trong này nó sẽ cần là 16 ounce nước sôi. Và thấy cái cân nó nhảy lên không? Và cái bột nó sẽ hòa tan trong nước sôi. Và nhớ là các bạn phải để nước sôi trước. Đó là cái cách mà người ta hướng dẫn. Đây là một cái món mà làm rất là nhanh và cũng rất là dễ làm. Hình như là Thảo chỉ làm cái này trong vòng có 5 phút thôi các bạn ạ. Mà cái máy đun nước sôi hồi nãy rất là hữu ích luôn á. Cái khúc này là không có cần cân gì hết, nhưng mà quên mất tiêu, các bạn chỉ cần bỏ vào 2 muỗng protein powder tùy chọn mà các bạn thích nhé. Thảo dùng My Protein. Còn cho đá vào là chỉ là thầy muốn để cho nó lạnh nhanh hơn thôi, để lát mình bỏ vào tủ lạnh. Các bạn không cần phải cho đá vào đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lắc lên. Út, chết rồi. Was kissing you with my eyes open, but you said keep them closed and be in the moment. So I did did my best to make you feel wanted, but what about what I want? Các bạn có thể rờ tay vô và thấy là nó vẫn còn rất là ấm. Thế nên là mình quậy cái này lên một chút xíu nữa, để cho tất cả những cái hỗn hợp nó hòa tan, nhất là cái protein powder. Và mình chỉ cần để vào tủ lạnh. Đừng có nhìn tủ lạnh nha, tùm lum hết á, nhiều đồ lắm á. Ha ha.
Và đây là thành quả mà chúng ta đã đạt được trong ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nếm thử nhé. Các bạn thấy là Hào có để thêm blueberries vào trong này để mà tăng cái hương vị nó lên. Cái này là Hào dùng là cái mùi cam, là hết vị cam, Hào bỏ vị cam. Còn các bạn có thể tìm các vị mà các bạn thích, nhưng mà nhớ là mua không đường nếu các bạn không có muốn bị mập như Hào. Thử. Lạnh quá nhưng mà ngon quá. Cái này là nó ngọt mà ngọt như là bình thường luôn, mà cũng có thể là họ ăn cái đường đường Splendor rất là quen á, họ không có cảm thấy khác nhau. Các bạn thấy không, nó rất là đàn hồi. Rồi đàn hồi nè. Có thêm vị cam nè, rồi thêm blueberries nữa, nó chua chua chút xíu nữa. Cái này á là những cái lúc mà buồn miệng á, mình có thể lấy ra ăn mà làm rất là dễ dàng. Các bạn thấy cái cách làm quá dễ dàng luôn. Mà chưa hết, đó là mình bỏ thêm protein nữa thì mình sẽ add thêm một cái chút protein nào. Nếu như mà những cái người mà gymmer hoặc là bị obsessed với lại những cái gì mình ăn mỗi ngày giống như Hào á, thì đây là cái cách làm để mình biết là mình đang snack, nhưng mà mình snack những thứ có thể bổ sung thêm calories, không có thêm đường và không có carbs trong cái khẩu phần ăn mỗi ngày của mình. Các bạn nhớ là thử ở nhà làm nhé. Bây giờ thử ăn một miếng nè. Trời, mà thấy không, giống như là nó đúng là đặc rau câu luôn á, nhưng mà chợ làm Và video đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Nếu như các bạn làm cái rau câu này, nhớ là tag Hào vào nhé. Và xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.